Và đây là kết quả cuối cùng. Mái tóc này mình uốn có giá là 900 nghìn đấy. Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em kỹ thuật uốn kiểu tóc Sepat. Thì rất là nhiều anh em hỏi là uốn Duffel Sepat thì uốn như nào để cho nó vào form mình. Anh em hay uốn là nó bị xù hết cả đầu lên và vuốt không ra được kiểu tóc. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm chai uốn này. Chai uốn này rất là dễ dùng. Một cái tiện lợi nó là mình không cần kích nhiệt mà vẫn sóng vẫn căng. Thứ hai nữa là không cần đeo găng tay mà không bị ăn da tay. Hơn nữa là cái mùi nó rất là thơm. Nó rất là hay. Một cái nó là mình xịt nước lên tóc ẩm ướt, sau đó mình chải. Thế mình sẽ chải trên nền tóc ẩm ướt, nó rất là tiết kiệm. Nó không tốn, nếu mà mình chải trên nền tóc khô thì nó tốn, rất là tốn thuốc. Tất cả trong này là vàng hết, bằng vàng hết anh em nhé. Uốn lên tóc thì sợi tóc cũng có mạ vàng luôn, óng ánh luôn. Uốn Sepat Duffel để anh em, ví dụ như mình đang mong muốn sẽ để là 46 đi, thì mình sẽ chia là 46. Sau đó mình cứ quấn đổ về hai bên thôi. Ở phía đằng sau mình muốn phần sau gáy này nó liên kết với phần khung thành nên mình sẽ quấn một cái lô vào sau gáy này. Và quấn lô thì mình sẽ quấn và ngược lên trên, quấn vảnh lên trên. Và điểm xuất phát quấn thì mình sẽ quấn từ đằng sau về đằng trước. Và chia một lớp tóc lên như này, xong mình đặt kém sát chân tóc này. Sau mình vặn cái chân 2 đến 2,5 vòng nhé. Đó, 2 vòng. Xong mình khóa cái chân và khóa cái phần thân tóc lại. Sẽ để dư ra phần ngọn này không quấn. Nếu mà quấn phần ngọn này vào là nó sẽ bị xù đấy. Ở bên trái là bên 6, bên cụp xuống nên là mình sẽ cuốn cụp xuống. Đó, tất cả các lọn tóc mình sẽ cuốn cụp xuống. Và anh em cuốn cụp xuống thì cuốn theo chiều chéo phía trước. Còn ở phần mái mình sẽ cuốn cụp ôm xuống phần mái phía trước. Tức là mình muốn vuốt form như nào thì mình sẽ cuốn định hình y hệt như vậy. Đó, tất cả các lọn tóc ở bên trái mình sẽ cuốn chéo về phía trước. Đến phần đỉnh đầu thì mình chia một hàng để cuốn ngược về đằng sau để cho phần trung tâm.